Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình Trong video của ngày hôm nay mình hướng dẫn bạn là nhận thêm 70 cái đồng là AW token ở trên cái ví là en Crypto Wallet Thì bạn nào mà muốn nhận thêm thì bạn làm, còn nếu như mà các bạn không muốn nhận thêm thì các bạn không cần thiết phải làm đâu Cũng như là bạn nào mà muốn nhận thêm là 20 cái đồng là AWT này thì các bạn cần phải là thực hiện cái nhiệm vụ trên thì nó mới cho các bạn nhận ở cái tuyến dưới mà các bạn là giới thiệu đấy còn nếu mà mình không à, thực hiện cái nhiệm vụ trên thì nó tức là nó không thưởng nó cho mình là gần như kiểu là chiếc tài khoản nhá tức là không hoàn thành tất cả cái nhiệm vụ thì à, nó sẽ là không thưởng cho mình đấy và cái ví này sau khi mà các bạn hoàn thành hai cái nhiệm vụ thì à, nó sẽ trả cho mình là năm cái đồng là A50T và nó sẽ trả trong vòng khoảng độ là gần một tiếng nhá cũng có thể là sẽ nhanh hơn và có thể là lâu hơn nhá thì ở trên cái trang chính ấy, thì dự án có là tức là có cập nhật là đã là đạt tới con số là 15.000 người đấy. tham gia đăng ký uh, trong vòng là trong vòng là 24 giờ đặt con số là 15.000 và bên dưới thì uh, mình thấy là có một số bạn là uh, comment thì uh, cái phần thưởng uh, giới thiệu đấy thì uh, mình thấy là bên uh, tức là cái bên mà dự án này họ có viết là nó sẽ trả về ví uh, theo từng đợt tức không phải là cứ giới thiệu cái thì nó về ngay nhé và yêu cầu là tức là những thành viên mà tham gia kể cả các bạn mà có tuyến dưới thì các bạn cần phải là thực hiện là đủ những cái nhiệm vụ nhận đây các bạn nhìn thấy là không thương ngài nó đang hoạt động bạn có thể kiếm được 20 mã thông báo AWT bằng cách giới thiệu và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đưa trong ví như vậy cái cái bạn bên trên bạn ấy comment lại tức là bạn đã comment là cái nhiệm vụ giới thiệu đã là kết thúc rồi à lại thì cái dự án này họ trả lời là nó vẫn hoạt động và sẽ là trả theo từng đợt ấy và À, yêu cầu là nếu như mà nhận là phải hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ ở trong ví thì ở à, trong ví này nó có hai cái nhiệm vụ chính thôi nếu như mà các bạn không muốn làm thì các bạn chỉ cần à, đơn giản là bạn nhận là 105 cái đồng này là được còn nếu như mà bạn nào muốn làm thì à, mình sẽ là hướng dẫn nhé ở cái mục là hộp quà này thì bạn bấm vào này nó sẽ có là hai mục dưới là hai mục là đơn giản nhất thì à, mình nhận là 105 còn cái mục trên này nếu như mà mình làm mình cần là sử dụng cái cầu lối cái cầu lối ở đây tức là bạn vào phần là Trader này thì hiện tại thì mình cũng đã là gửi đến đây là 12 đồng USDT nhé. Mà mình gửi theo cái mạng là BEP20. Nếu các bạn nào mà chưa biết cách bật cái mạng là BEP20 thì các bạn vào phần là Manager ở đây. Nó sẽ có thanh tìm kiếm này. Bạn ghi cho mình là USDT ở đây. Ở đây các bạn lựa chọn sang cái mạng là BEP20. Bạn bật ra nhé. Thật ra trên ví này ở cái phần là Trader tức là phần là cầu lối này thì nó cho mình là cả mục là swap. Nếu như mà các bạn đang đang có cái đồng quay khác thì bạn cũng có thể là swap sang đồng USDT được. Nếu như BNB mình cũng có thể là swap sang USDT ở cái mạng là BEP20 nhá. Rồi như vậy để mà tham gia được cái nhiệm vụ đầu tiên ấy thì trong ví các bạn cần phải có một cái lượng BNB làm phí gas tương đương với khoảng độ là 0.3 đến là 0.5 đô và các bạn cần phải có tầm độ là 5 đến là 6 đồng là USDT. Và cái nhiệm vụ đầu tiên này thật ra nó không bắt buộc đâu Nên là bạn nào mà không muốn là tham gia thì bạn bỏ qua Còn bạn nào muốn tham gia thì các bạn làm như kiểu là mình hướng dẫn là được Các bạn bấm vào mục là Trader ở đây Nếu như mà trên ví bạn toàn bộ là cái đồng mà BNB đấy Các bạn không có là GDT Thì các bạn để sang phần là Swap này Các bạn sẽ là hoán đổi cái đồng là BNB à, Sang cái đồng là GDT bên dưới nhé các bạn chọn GDT này Thì nó có tỷ lệ là 25, 50, 75 và 100 các bạn bấm vào là số ad là mình đổi BNB sang đồng là GDT còn nếu như mà các bạn có cả hai đồng rồi ấy, thì các bạn bấm vào mục là Big ở đây à, đây là cái phần là cầu nối nhé ở cái phần cầu nối này hiện tại mình đang có đồng là GDT ở cái mạng BEP 20 là bên này đấy thì mình sẽ click vào cái form là ETH này mình đổi sang cái form là à, BNB trên nhé bên dưới là Polygon nhé thì mình để BNB này như vậy thì bên này nó tự động nó cầu lối mà nên là nó sẽ lối sang cái mạng là ETH này thì nó hiện lên là BNB còn nếu mà các bạn chọn vào cái mạng là ETH này bạn chọn sang là Polygon đấy thì nó sẽ không nối được nhé tức là nó không nối được nên là nó không hiện cái số là GDT của mình ở đây như vậy giờ mình để lại là ETH này ở đây các bạn có thể lựa chọn là 50 này ví dụ mình lựa chọn là 50 thì mình đang có 12 thì mình sẽ swap là 6 này còn nếu như mà mình lựa chọn là 100 mình swap hết nhé như vậy mình để 50 mình bấm vào đây nhá. Đây các bạn bấm vào nút vàng vàng bên dưới đấy. Ở đây mình cần có một cái lượng BNB trả cái phí gas đấy, mình sẽ bấm vào là ok này. Ở đây thì hệ thống đang còn loát nhá. Nếu như mà trong ví các bạn không có cái lượng BNB làm phí gas ấy, là các bạn không thực hiện cái cầu lối được đâu. Hình như là nó đã nót xong rồi đấy, mình chưa thấy nó báo nhá. Ở đây mình tích lại này, 100 này. Hình như là chưa được cái sao ấy. Hình như là chưa được sao để mình làm lại nhé Trong ví mình có BNB rồi mà Rồi lần này mới là được nhé Lúc trước nào bị lỗi nhé Mình click nào ok này Bây giờ mình sẽ làm mới lại ví Xem nào nó đã là trừ chưa nhé Hiện tại cái số là Tiêu tiêu vẫn còn nguyên này đó bây giờ bắt đầu nó mới là trừ còn 6 này nhé Trừ còn 6 này Bây giờ mình vào lại cái phần hộp quà nhé Có thể là phải đợi mất khoảng độ là 20 tới là 30 phút để cho là bên phía dự án ấy họ sẽ là cập nhật ở trên là à, Blockchain nhé Và sau khi mà chờ cái kia nó trả cho mình ấy, thì mình hướng dẫn các bạn là ép cái con check nhé à, Đối với cái đồng này tổng cung là có 1 tỷ này Và cái ví hầu đang là 40.393 địa chỉ này chuyển khoản là 57.312 và bên dưới là cái số lượng mà người ta đang ở hiện giao dịch cách đây là 30 giây trước ở đây các bạn sẽ là kéo lên bên trên các bạn nhìn thấy cái hợp đồng thông minh này các bạn sẽ là bấm vào cái quyển sách xếp chồng các bạn click ở đây là mình copy đây hôm trước thì mình có test mình rút về 105 đồng là AWT này như vậy để ép vào con trách thì các bạn vào cái thanh tìm kiếm ở trên phía search các bạn bấm vào dấu cộng ở đây các bạn sẽ click vào cái mạng lưới này mình đổi sang mạng là BNB Smart Chain các bạn dán con trách vào đây thì tự động hiện lên là en crypto này là ký hiệu số tập phân các bạn click vào là làm xong rồi như vậy mình đã là new xong này và nếu như mà các bạn là dùng ở trên ví metamask thì bạn đổi sang mạng BNB thì bạn thêm mấy con trách này thật ra cái này mình chỉ là hướng dẫn cho bạn biết còn không nhất thiết phải rút về ví chớt đâu mình có thể là hâu trực tiếp ở trên cái ví kia cũng được vì ví đấy nếu như mà sau này mà ví mà phát triển thì cũng có thể cái đồng là en crypto này nó sẽ giá trị chỉ cần nó là một đô thôi các bạn cũng có là 105 đô nhé. Ở đây mình thấy là nó đã là còn phơi cho mình cái việc mình nhận là 70 đồng là NWT này. Như vậy giờ mình nằm mới ví lại nhé. Rồi như vậy thì mình đã nhận đủ là 175 đồng này. Như vậy ở phần hộp quà thì nó vẫn chưa tích cho mình nhưng mà bên ví thì nó đã là chuyển nó đã là chuyển về cho mình rồi này. Là 175 đồng là mình nhận đủ ba cái nhiệm vụ thì đối với cái đồng này lúc này các bạn có thể giao dịch giữa hai ví hoặc là mình có thể là uh, rút về ví trước cũng được thật ra cũng không nhất thiết phải rút đâu cái ví này mình để luôn trên này khi nào mà giao dịch các bạn có thể là bán trực tiếp ở trên ví này ở phần là uh, swap ở đây nhá như vậy đây cũng là một cái dự án một cái kèo khá là ngon đấy để cho mình nhận cái đồng này và dự án mà phát triển thì cái đồng này chỉ cần là uh, mỗi đồng một đô thôi là 105 cái đồng mà các bạn nhận ở bên ngoài này các bạn cũng có thể được là 105 đô nhé thì bạn nào mà chưa tham gia dự án này các bạn xem lại cái video mình để bên dưới phần là mô tả còn bây giờ mình chuyển sang là quay thưởng cho bạn ở cái video trước Rồi chúc mừng bạn đầu tiên bạn là Josie Việt Nam nhé, chúc mừng bạn. bạn thứ hai là bạn là Nguyễn Huỳnh Gia nhé chúc mừng bạn nhé thì hai bạn liên hệ mình qua Zalo và gửi cho mình mã ví TX thì mình trả thưởng và mình cũng xin được là kết thúc video ở đây cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi